Vậy cùng với Nhật Quỳnh trước khi học bài mới lắng tâm thanh tịnh cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha La Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha La Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma Chaloka Ati Bhati Saham Bhati Katan Chali Anthi Varang Aya Chatha Santi tha sát tập bà ra chấp tha cha ti ca đề xê tụ thâm măng hà nu cầm bi măng chăng sa thầm ma phê riêm vi na dánh cha ca dân xua tan cha băng thăng hà phi thâm ma chăm măng A cô ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ thà ni dê ba bơ thà nay dê bà đi xa dạ mạch chen chúng sanh tất cả bốn hàng như sàn trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi so đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên để cho đạo tràng thính pháp, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Trích Răng Đông đã nhận hết bài học. Bài học hôm nay là Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 4 bài 88 La Mã. Này các tỳ kheo, có ba nội uế. Nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này, thế nào là ba? Tham này các tỳ kheo là một nội uế. Nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Sân này các tỳ kheo là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Si này các tỳ kheo là nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Này các tỳ kheo có ba nội uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Tham sanh ra bất hạnh. Tham là tâm dao động, tham chính là sợ hãi, sanh từ bên trong, loài người không rõ biết loại tham đặc biệt ấy. Người tham không biết rõ đâu chính là lợi ích. Người tham không thấy được đâu chính là chánh pháp. Mù lò, tội tâm sẽ xuất hiện có mặt. Ở nơi một người nào có tham cùng chung sống,
Ai đoạn trừ được tham, không tham vật đáng tham. Với ai tham đoạn trừ như giọt nước lá sen, sân sanh ra bất hạnh, sân làm tâm dao động, sân chính là sợ hãi, sanh từ bên trong loài người không rõ biết. Lòng sân đặc biệt ấy, sân không biết rõ đâu chính là lợi ích. Người sân không thấy được đâu chính là chánh pháp, mù lò và tội tâm xuất hiện có mặt ở nơi sân. Người nào có sân cùng chung sống, ai đoạn trừ được sân, không không làm sân, không sân việc đáng sân. Với ai sân đoạn trừ như quả cây ta la chặt đứt khỏi cành, si sanh ra bất hạnh, si làm tâm dao động, si chính là sợ hãi, si từ bên trong. Dạ, con xin đọc lại câu này ạ. Si chính là sợ hãi, sanh ra từ bên trong, đời người không sợ biết đồng si đặc biệt ấy. Si không rõ biết đâu chính là lợi ích, người si không thấy được đâu chính là chánh pháp, mù lò và tối tăm. Sẽ xuất hiện có mặt ở nơi một người nào có si cùng chung sống, ai đoạn trừ được si, không đi việc đáng si, ấy quét sạch được tất cả mọi si ám, như ánh mặt trời lên quét sạch mọi tâm tối. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấp dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con chân mít đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư nghe âm thanh con kính nhân mít đến sư, bạch sư. Dạ nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái bài số 88 La Mã. Như thường lệ thì trước khi giảng, chúng tôi cùng quý vị hướng về đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phát Ca Quanh Tăng Á Phí Hòa Đi Mí. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Xoa Khá Tô Phá Cá Quá Ta Thẩm Mô Thẩm Măng Nam Ma Sa Mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati Bano Phá Gá Quá Tô Sa Quá Ca Sang Cô Sang Khang Nạc Ma Sa Mí. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật ngài giảng về ba cái căn bất thiện, ngài dạy về ba cái căn bất thiện, đó là căn tham, gọi là lô phá mu lá chích tá, căn sân là đô sát mu lá chích tá, và căn si là mô hát mu lá chích tá. Thì trong ba cái căn này đó thì chúng ta nghe rất là nhiều, nói tham sân si thì có lẽ là quen thuộc, mà nghe nó quen thuộc, nhưng mà sự thật ra là
nó tiềm ẩn trong mọi chúng sanh phàm phu. Và nói như vậy đó chứ cũng không phải là dễ diệt dễ bỏ đó. Nhưng mà ở đây đó chúng ta học về cái pháp bất thiện, ba cái căn bất thiện này, để chúng ta thấy rằng mọi cái sự phát sinh khổ đau, mọi sự phát sinh luân hồi thì tất cả đều là do những cái căn bất thiện này mà ra. Ở đây trong cái bản dịch thì quý vị nghe dịch thì nó hơi lạ, cứ là này các tỷ kheo có ba nội quế, thì chúng ta hiểu rồi. Ba nội quế tức là ba cái sự quế trược dơ bẩn đấy, ba thù, ba nội thù. Nội thù này tức là nếu mà mình, nếu có ai đọc cái tác phẩm mà của pháp sư Thông Kham ngày xưa đó, chúng ta có một cái tác phẩm là tác phẩm là Tam Độc và Pháp Đối Trị. Tam độc là chỉ cho tham độc, sân độc và si độc đó, thì là pháp đối trị. Thì cái này đó là nếu mà người tu á, thì xem như cái này là kẻ thù, kẻ thù cần phải loại bỏ đó, cần loại bỏ. Rồi nội đối thủ có nghĩa là những cái người mà luôn luôn chống đối lại trong các cái thiện pháp. Rồi nội sát nhân, nghe nó nghe ghê quá, sao mà gọi là nội sát nhân. Sự thật ra đó là chính cái này nó làm cho mình đau khổ. Và cái người tu á, chúng ta nghe cái từ mà gọi là bậc A-la-hán là bậc, trong đó có một cái nghĩa là, cái nghĩa thứ nhất là nghĩa khất sĩ, là người đi hành khất, thấy không? Người đi hành khất, khất sĩ, hay là bậc đáng cúng dường. Nhưng mà có cái nghĩa nữa đó là sát tặc, sát tặc tức là tặc ở đây thì chúng ta nghĩ là nó là tên trộm, tên cướp. Vì vậy cho nên là nếu mà mình để cái tham sân si ở trong lòng hoài đó, trong tâm hoài đó, thì nó là một cái mối nguy hại. Vì vậy cho nên cái người tu là cần phải loại bỏ nó, và do vậy chúng ta phải cần phải giết nó đi, giết tham sân si đi. Hay có cái nghĩa là sát tặc là vậy, đối trường phiền não, nội thù địch. Thì ở đây nó cũng giống giống vậy thôi. Khi mà nói rằng đây có ba cái căn, căn tham, căn sân và căn si. Căn tham thì chúng ta biết đó, nó là gọi là lô phát mô lát chích tắc, tức là tâm mà căn tham tâm, hay là lô phá mu lá, tức là cái căn tham. Căn tham thì tham, nếu chúng ta nói rằng là nếu mà nói rằng cái tác nhân để tạo thành nghiệp á, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đó, thì dẫn đến cái quả khổ đau á, thì chúng ta thường là xài là mu lá chích tác. Lô khá mù lá, tức là cái căn tham, gốc tham ở đó. Nhưng mà nếu chúng ta nói là cái nhân của luân hồi đó, thì nó là do ái, từ chữ tan ha mà ra, tan ha mà ra, cho nên khiến chúng ta có cái luân hồi. Vì vậy cho nên là trong kinh đó, thì mô tả rằng dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái, hay là phi hữu ái, thì cái ái ở đây đó là cũng là chỉ cho cái căn tham của chúng ta. Mà khi nói đến căn tham là căn bất thiện tạo ra. Bây giờ chúng ta nói đến di diệu pháp đó, thì có đến 8 cái tâm tham. Sở dĩ nói đến 8 cái tâm tham đó là vì cái tính chất của mỗi loại tâm khác nhau, nên nó phân chia làm 8 cái tâm nó khác nhau, chỉ như vậy thôi. Thí dụ bây giờ nói là tâm tham về cái tính chất thọ đó, thì có hai loại thọ, thọ hỷ và thọ xả. Có những cái mà mình thích á, mình vội vã lắm, mình bồn chồn lắm, làm sao mình vui để mình có được cái vật đó, có được cái điều mà mình mong muốn đó,
Thậm chí chúng ta cười ở trong cái giấc mơ của chúng ta cũng là cười. Đó là chúng ta vui khi có được những điều đó. Thì cái tính chất của tâm tham á, về tính chất cảm thọ thì nó có cái gọi là cảm thọ hỷ, và có những cái gọi là cảm thọ xả. Giờ chúng tôi nói cảm thọ trước. Cảm thọ trước. Cho nên là khi mà có những điều đó là chúng ta ưa thích, nhưng mà nó hết sức là bình thường. Hết sức là bình thường. Chúng ta cũng thích vậy. Thích cái vật đó, nhưng mà do cái vật đó là chúng ta cảm thấy nó được, hoặc là chúng ta đã từng có cái vật đó rồi. Ví dụ bây giờ ai cho chúng ta một cái chiếc điện thoại, chiếc điện thoại có giá trị về phương diện vật chất, thì chúng ta đã có được cái vật đó rồi, thì giờ người khác cho chúng ta cũng thích vậy, nhưng mà chúng ta không có phải là bồn chồn, không phải là thích thú nôn nóng như là cái tính chất của thọ hỷ. Cho nên cái tham này cũng có, nhưng mà chúng ta hết sức là bình đẳng. Hết sức là bình đẳng. Đó là một cái ví dụ giống như là trong cái đời sống có những việc mà căn cảnh tiếp xúc vậy, các căn tiếp xúc với các trần cảnh á, thì nó sinh ra cái cảm thọ. Thì có những loại thọ hỷ, có những loại thọ xả, có những loại loại thọ, chúng ta chỉ nói tâm thôi. Loại thọ hỷ tức là tâm vui, và loại thọ xả là một cái trạng thái tâm nó thản nhiên, nó vẫn là thích thú nhưng mà nó hết sức là thản nhiên. Cho nên là chúng ta thấy rằng bình thản trước một cái gì đó thì cái đó gọi là tâm tham thọ xả. Bây giờ mình nói cái tính chất gọi là hợp tà hay là ly tà. Có những cái điều mà chúng ta nghĩ nó là tội lỗi, chúng ta cũng vẫn cho nó là tội lỗi. Ví dụ như mà mình ưa thích một cái gì đó, mình biết rằng mình lấy cái của đó thì mình lấy cái của đó bằng cái sự rình rập hay là chiếm đoạt hay là lường gạt, vân vân, hay là cướp giật ở từ trong tay người ta, rình rập trộm cắp của người ta, hay hoặc là mưu này trước nọ để mà lường gạt người ta đó. Thì cái đó đó chúng ta biết rằng có những người hiểu đó là cái tội lỗi, hiểu đó là cái sai lầm, hiểu đó đó là cái mang cái nghiệp xấu, nghiệp từ ở nơi mình tham á, do cái tham đó mà ra. Cho nên là nhưng mà người ta vẫn thích cái đó, vẫn thích đó, tìm cách để lấy, nhưng mà người ta vẫn tin rằng bởi vì cái tâm tham của họ chưa có kiềm chế được, là không có ngăn chặn được những cái hành vi xấu của họ, cho nên là họ thốt ra những cái lời gì đó phát xuất từ tâm tham, rồi là hoặc là hành động những cái hành động gì đó, cử chỉ gì đó mà nó phát xuất ra từ ở cái tâm tham, tức là người ta chiếm đoạt, người ta cướp giật, hay người ta lường gạt, hay là người ta rình rập trộm cắp, thì cái đó đó nó cũng là tham, nhưng mà người ta biết được, không biết rằng cái đó không có cái tội, không có cái lỗi, không có cái nghiệp xấu bất. Cho nên những cái người mà nghĩ rằng có cái tâm, có cái gọi là tham mà có tội lỗi, thì cái người đó là vẫn biết, chứ nó phải là không có cái tà kiến đi chung. Nhưng mà cái người mà không biết rằng chính cái khởi cái tâm tham đó lên, trộm cắp người ta, rình rập người ta, hoặc là chiếm đoạt của người khác đó, thì cái đó nó gọi là có học, gọi là có tà kiến đi cùng, có tà kiến đi cùng. Rồi khi mà hai cái nảy chất với ly tà đó, thì cái mà nó tương ương với tà kiến, nó hợp tà đó, thì phải nói là cái quả nó cũng nặng hơn. Nếu mới nói về quả khổ thì nặng hơn. Rồi cái người mà vẫn biết là tà, vẫn biết là mang nghiệp do sắc, do trộm cắp, do cái tâm tham đó khởi lên, vẫn biết, nhưng mà rồi đó là họ cũng phải tìm cách để họ lấy cho bằng được cái vật đó, mà chiếm đoạt cho bằng được cái vật đó, thì cái tâm tham nó ly tà, vì người họ tin rằng có mang nghiệp. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là về tính chất mà hợp tà và ly tà. Về cái yếu tố thứ ba nữa, nó là hữu trợ và vô trợ. Yếu tố thứ ba nó hữu trợ. Cho nên có những cái tâm tham á, nói chung, chúng ta nói thì nói chung là tâm tham là chung chung vậy, nhưng mà trong ghi diệu pháp cho chúng ta biết rằng nó có những cái tâm tham mà hữu trợ và vô trợ.
Trợ ở đây đó là trợ bằng lời nói, hay hoặc là trợ bằng hành động, hoặc là trợ bằng cái suy nghĩ. À, có nhiều người đó thì người ta xúi dục bằng lời nói, thì thôi bây giờ là có anh A chị B gì đó xúi dục lấy cái vật gì đó, chiếm đoạt cái vật gì đó, hoặc là lường gạt cái vật gì đó, thì tự động là nghe người ta nói như vậy là bắt đầu là tìm cách lấy liền. Rồi có những người đó thì người ta lôi kéo, người ta rủ rê, người ta dắt dẫn mình đi để mà mình lường gạt, mình trộm cướp hay là chiếm đoạt của người ta. Thì cái đó nó là trợ bằng cái hành động, trợ bằng thân. Nhưng mà có những người đó thì họ suy nghĩ đắn đo nhiều lần, rồi cuối cùng họ quyết định lấy cái đó. Thì khi mà họ suy nghĩ nhiều lần, đắn đo nhiều lần á, cùng họ mới chọn cái cách là để họ lấy đó. Thì cái đó là gọi là hỗ trợ, mà hỗ trợ bằng tâm hay bằng ý. Cả ba cái đó, nếu mà chúng ta có cái hành động gì mà có hỗ trợ thì cái quả nó vẫn nhẹ hơn, cái quả bất thiện, quả khổ á, nó cũng vẫn nhẹ hơn là cái vô trợ. Cái vô trợ là khi chúng ta nghĩ là chúng ta lấy liền, không cần phải đắn đo dằn vặt để ray rứt rồi nhiều lần mà chúng ta mới quyết định lấy. Cho vậy 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 cho nên là chia cái tâm tham của chúng ta đến 8 loại, 8 cái loại. Nói 8 loại tâm là nói tính chất của tâm, chứ không phải là có 8 cái tâm tham như vậy. Chỉ là một tâm thôi, tâm tham cởi lên thôi, nhưng mà do cái tính chất hữu trợ và vô trợ, do tính chất thọ hỷ và thọ xả, do tính chất hợp tà kiến và ly tà kiến, cho nên nó có cái tam tâm tham. Bây giờ nếu mà nói đến căn tham là căn bất thiện, căn bất thiện do người ta tham đó, cho nên người ta tà hạnh, do người ta tham đó, cho nên là người ta sát sanh, do người ta tham cho nên là người ta trộm cắp, vân vân. Và khi mà mình tạo ra cái quả đó, tạo ra cái nhân mà chúng ta tạo, chúng ta nhớ cái câu Pháp Cú là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, tức là nếu mà cái tâm tâm của chúng ta sanh khởi lên mà trong đó có cái sự có cái tâm tham sanh khởi cùng, có những cái tâm sợ sanh khởi cùng, rồi có cái sự chủ tâm của chúng ta, tức là sở hữu đó, chúng ta cố tình chúng ta làm những điều đó bằng lời nói, hành động hay là suy nghĩ, thì đó là cái ý ô nhiễm. Mà khi mà ý ô nhiễm thì cái quả sẽ dẫn đến cái khổ sầu, mà ở đây ví là như xe chân vật kéo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, cho nên là nếu như cái tâm mà tâm ô nhiễm ở đây là chỉ cho tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, đó thì khi mà khởi lên như vậy thì gieo ra cái quả dẫn đến cái quả khổ sầu, mà chúng ta thấy là sanh trong khổ cảnh nè, sanh lại làm người đó, chúng ta cũng không có đồng đẳng với nhau về mọi mặt, nó nhiều thứ lắm nha, nó mọi mặt. Tức là Đức Phật ngài dạy rằng chúng sanh là người, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên nếu mà với cái ý ô nhiễm đó khiến cho họ hành động, cho nên là thường xảy ra, nếu không sanh vào khổ cảnh thì nhận lấy cái quả khổ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái căn tham đó. Nhưng mà sanh lại làm người đó là do cái căn tham đó, do cái lòng tham đó, cho nên khiến cho họ sanh ra cuộc đời này họ chịu cái sự bất hạnh, bất hạnh. Nhưng mà ở đây á, căn tham nó cũng có nghĩa là cái ái ở trong đó. Nếu mà mình nói căn tham là bất thiện thì mình nói luân hồi, nhân của luân hồi là do ái, bởi vì cái tính chất nó cũng giống nhau, bởi ái tham hay là ái nó cũng là đồng nghĩa là tìm kiếm, hướng đến, tìm kiếm, dính mắc ở trong đó, tìm kiếm. Và khi mà tìm kiếm như vậy đó, thì người đó phải nhận cái luân hồi khổ đau. Điều đó chúng ta nói đến dục ái. Tìm kiếm nè, dục ái là gì? Dục ái tức là tìm kiếm hưởng thụ ở trong năm cảnh dục: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cái đó đó, chúng ta tìm kiếm cái đó đó.
nó khiến cho chúng ta phải luân hồi. Những người mà đi tìm ở trong cảnh dục sắc thinh hương vị xúc đó, cho nên là cái người đó họ phải luân hồi trong cõi dục để họ chịu, để họ hưởng cái cảnh đó. Họ nghĩ là họ hưởng, nhưng mà sự thật ra đó là nó kéo cái đời sống luân hồi họ dài thêm, rồi để cho họ có cái sự hưởng thụ ở trong cái cảnh đó, cảnh dục, cảnh sắc, ái trong sắc, ái sắc, ái dục ái, sắc ái, hay là vô sắc ái. Ái dính ở đâu thì sẽ có mặt ở đó, có hiện hữu đó. Đó là như vậy. Giờ chúng ta nói đến cái căn thứ hai nữa, đó là căn sân, gọi là đô sát mu lá. Căn sân tức là cái căn ở đây là gốc rễ, chữ mu lá ở đây là gốc rễ, cội rễ. Thì chữ cội rễ đó, từ ở cái tham, cái căn tham này mà nó hình thành lên bao nhiêu cái tính chất của tâm tham, bao nhiêu cái hành động của tâm tham. Nhưng mà từ ở cái căn sân này mà biết bao nhiêu cái hành động của tâm sân căn cởi. Cho nên là tâm sân đó, nó cũng là một căn bất thiện. Chúng ta thấy rằng nó là tham á, thì nó có tà kiến đi cùng. Như chúng tôi đã nói khi nãy là nó hợp tà hay là ly tà đó. Nhưng mà sân ở đây á, là tính chất mà nó hủy diệt đối tượng, tính chất nó là nóng nảy, tính chất nó là hủy diệt đối tượng. Cho nên á, cái tham á, thì nó lại tìm kiếm, nó dính mắc, nó tìm kiếm. Nhưng mà cái sân này nó là ngược lại đó, là nó đẩy ra, tức là nó hủy diệt đối tượng. Nó không muốn có cái sự hiện hữu, sự hiện hữu của đối tượng mà nó không ưa thích, đó là sân. Cho nên là sân đây nó mang tính chất hủy diệt. Cho nên mình nóng giận lên á, là khi mà mình nói đến nóng giận lên, cái người nghe đó, nếu mà khó cái kéo tắt ý đó, thì sân tâm nó khó sanh khởi lên. Mình nghĩ rằng là người ta chửi mình hay là người ta mắng mình, ta nói nặng nói nhẹ mình, nó cũng chỉ qua là ngôn từ thôi, lời nói thôi, lời nói nó gió thoảng mây bay thôi. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có cái nghiệp xấu cho nên là bị người ta, mình nghĩ vậy là nó cũng tốt rồi, nghĩ vậy để làm chi, suy xét như vậy, khéo tác ý như vậy đó, để rồi pháp bất thiện sân tâm của chúng ta không có khởi lên. Hoặc là chúng ta nói là do nghiệp chúng ta cho nên là thôi bây giờ chúng ta coi như là trả đi, hay hoặc là người đó họ gieo cái nghiệp gì đó không tốt rồi thôi kệ họ, họ gieo cái nghiệp không tốt thì họ sẽ làm cái nghiệp, cái quả không tốt thôi. Cái nhân không tốt thì sẽ cái quả không tốt, cái hành vi bất thiện thì họ sẽ làm cái quả khổ sầu. Rồi là chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ rằng mỗi người có cái nghiệp riêng, người ta cũng không giống mình, cũng không, mình cũng không giống người ta, không giống người khác được. Mỗi người có cái nghiệp riêng. Khi chúng ta suy xét như vậy thì chúng ta nhẹ nhàng. Hoặc là nếu mà chúng ta suy xét là ôi do căn, do cảnh tiếp xúc với, rồi thức sanh khởi thôi, do mình không khéo tác ý cho nên tâm sanh sanh khởi. Giờ căn nè, tai mình nghe, rồi âm thanh người ta chửi, đó là cảnh. Người ta chửi, người ta mắng gì đó, người ta nói không đúng gì đó, rồi chúng ta sân giận lên. Nhưng mà khi chúng ta khéo tác ý thì chẳng qua là căn cảnh tiếp xúc với nhau rồi thức sanh khởi thôi. Mà cái thức này đó, cái thức này tức là tâm của chúng ta suy nghĩ với điều đó. Mà khi chúng ta có khéo tác ý, mà trong kinh gọi là Yoniso Manasikara, khéo tác ý là một thiện pháp. Khéo tác ý là khi mà mình có khéo tác ý thì dù căn cảnh mình có tiếp xúc như thế nào đi nữa thì cái pháp bất thiện nó không sanh khởi lên. Mà cái sân tâm là cái gì? Cái sân tâm là một cái pháp đối ngược lại với cái tham tâm, đối ngược lại với cái tham, nó cũng là căn bất thiện. Cho nên nếu mà nói trong diệu pháp thì ngay cả tính chất tật lận và hối nó cũng là nằm ở trong nhóm của căn sân. Là gì? Tật là ganh tị, tật là ganh tị, tức là ganh tị, là lận á, là cái mình keo kiệt bỏng sẻn, không muốn mình bị mất đi. Cho nên hai cái tính chất này nè, một á là tật á, là không muốn người khác hơn gì, hơn mình bất cứ một cái mặt nào ở trong cuộc đời này.
bất cứ một cái phương diện nào ở trên cuộc đời này chúng ta không muốn người khác hơn mình, đó là tận tật, tức là ganh tị người khác hơn, về sắc đẹp, về sức khỏe, về danh vọng, về tiền bạc, về của cái, về cái gì đủ thứ trên cuộc đời này, tức là mình không muốn người ta hơn mình, cho nên là mới sanh ra cái tật đó đó. Thì cái tật này nó cũng thuộc nằm ở trong nhóm sân tâm. Sân tâm mình không muốn người ta hơn, rồi lẫn á là không muốn chia sẻ cái mà mình có, cái kia là không muốn người ta hơn mình về mọi mặt này mặt kia. Nhưng mà cái lẫn á, cái lẫn á là một pháp gọi là keo kiệt bốn xính á, thì không muốn mình chia sẻ với người khác, không muốn chia sẻ với người khác cái có của mình, chia sẻ cho người khác, đó là lẫn. Cho nên là như vậy, cả hai cái tính chất này đó thì quý vị thấy rằng là mình keo kiệt nó có nhiều thứ, có nhiều thứ, có thể là đồ chúng nè, đệ tử nhiều này kia ra cũng không muốn chia sẻ, rồi là danh vọng chỗ ở nè, nhiều thứ nữa, danh vọng địa vị nè, rồi chỗ ở nè, mình không muốn chia sẻ cho người khác, rồi nó rồi keo kiệt là bốn xính pháp nữa, tức là cái hiểu biết của mình, nói gọn ở trong phạm vi đó là nói đến cái hiểu biết về Phật pháp đó, mình cũng không muốn chia sẻ với người khác. Hay nói rộng hơn nữa đó là cái kiến thức, mà cái kiến thức đó khả dĩ giúp cho mình được an vui, giúp cho người khác được an vui, mình cũng không chia sẻ, không chia sẻ. Ngay cả cái kiến thức nghề nghiệp cũng vậy, cũng không muốn chia sẻ với người khác, sợ người khác biết được hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta quý hơn mình sao. Nó nhiều thứ, cho nên là mình cũng keo kiệt luôn, keo kiệt chỗ ở nữa, cho nên nó nhiều thứ lắm. Có người không keo kiệt mặt này nhưng mà keo kiệt cái khác, bủn sinh cái khác, cho nên cái đó nó cũng tính chất của tâm tham, tâm thân, tâm sân đó, sân tật lẫn là vậy. Cho nên cái người mà gọi là bủn sỉnh ở trong cuộc đời này, mình gọi cái từ bủn sỉnh hay là mình gọi keo kiệt, bỏng sẻn, bủn sỉnh. Cái bủn sỉnh này nghe nó dễ chịu, bỏng sẻn ít ai hiểu. Từ Phật pháp bủn sỉnh thì mình nói từ đời, từ thường dùng, người ta thường dùng, mày anh này sao bủn sỉnh quá, hoặc là chị này sao bủn sỉnh quá. Thì cái bủn sỉnh ở đây là mình gom lại, mình không muốn buông ra, không muốn buông ra, tức là không muốn mình bị mất bất cứ một cái thứ gì. Còn keo kiệt bủn sỉnh gọi là thật á, là mình không muốn người khác hơn mình cái khía cạnh này. Còn cái này là keo bỏng sẻ bủn sỉnh á, có nghĩa là không muốn mình bỏ ra một cái gì, bất cứ một cái thứ gì ở trên cuộc đời này, mặt nào cũng vậy, cũng không muốn. Thì trong kinh nói rằng đồ chúng cũng là một, phải không? Kiến thức Phật pháp cũng là mật pháp, cũng là một, chỗ ở cũng là một, tiền bạc của cái, danh vọng địa vị, nó nhiều thứ lắm nha. Cho nên là khi rồi là mình bỏ sẻ bốn xính là vậy, rồi cái trạo cử nó cũng là một trong nhóm của tâm sân, là cái trạng thái nó lo âu, nó bồn chồn, nó rào rực, nó không, nó vừa hối hận, vừa hối sân tật lẫn hối, là vừa hối hận vừa hối tiếc. Hối hận là hối hận những hành vi gì đã xấu, hành vi xấu đã làm. Hối tiếc là những hành vi tốt bỏ qua không làm, ví dụ vậy. Thì cái tâm của mình nó bồn chồn, nó lo âu, nó chao đảo như vậy đó, thì cái trạng thái đó là trạng thái của trạo hối. Cho nên ở đây đó, nó có thể nói rằng là cái tâm bất thiện, căn sân, nó nằm ở trong căn sân. Cho nên có nhiều người, quý vị biết rằng là mình tu bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà đụng một chuyện một chút cái là mình sân lên, rồi mình sanh cái tâm bủn sỉnh, hay là mình sanh cái tâm không muốn người khác hơn mình. Tức là sân tật lẫn hối nó sanh theo, hoặc là chúng ta buồn, chúng ta lo, chúng ta bồn chồn lo những việc này việc kia, hối hận hối tiếc, hối hối hận với những việc xấu đã làm,
rồi hối tiếc với những việc tốt đã bỏ qua, không làm. À, thì đó là những cái nguyên nhân làm cho tâm nó bồn chồn. Và đó là một trong những cái trạng thái của tâm sân đó. À, mà tâm sân nói cho rõ hơn, căn sân của nó là hủy diệt đối tượng. À, cái người mà mình không ưa là không muốn thấy trước mặt rồi đó. À, hoặc là thốt ra những cái lời, hoặc là hành động cử chỉ gì đó, à, có những cái hành động cử chỉ không tốt, không đẹp gì đó, thì đó là căn của cũng là căn sân. À, căn sân. Cho nên á, mình tu nhưng mà mình sân hay là mình tật, mình lận, mình hối, những cái pháp đó nó sanh khởi ở nội tâm, đó là những cái căn của bất thiện hết, thuộc về căn sân. À, mà khi đó mình thốt ra lời hoặc là mình hành động, nói năng hay hành động, nói năng hành động, thì khi đây là tâm bị ô nhiễm rồi đó, nói năng hành động đây á, thì cái quả khổ sầu. Người ta nói là nhất cú khuy ngôn tổn bình sanh chi đức, có nghĩa là chỉ cần một cái lời nói mà nó khống rồi đó, thì làm cho cái đức của mình, cái phước của mình nó mất đi, nó mất đi. À, cho nên là nhiều khi mình tu nhưng mà để rồi cái tâm sân của mình nó sanh khởi lên thì nó không phải là tốt. Mình thốt ra những cái lời nói tuy là gió thoảng mây bay thôi, à, lời nói thì chỉ là nói qua nói lại thôi, nhưng mà mình phát xuất từ ở cái tâm sân thì cái căn sân đó nó làm do cái nhân sân đó làm cho mình bị tổn đức tổn phước trong cái đời sống tu tập của mình, à, gọi là đốt rừng công đức của mình, đốt rừng công đức. Cho nên ở đây cũng là một cái căn bất thiện. Cũng có nhiều người cũng vì cái sân này mà họ tạo biết bao nhiêu cái khổ quả, à, khổ quả, tạo biết bao nhiêu cái nhân bất thiện để rồi họ nhận lấy cái khổ quả ở trong hiện tại đời sống của họ. À, ví dụ như chúng ta nghe cái ông chàng nông dân mà đốt cái cốc của Đức Phật Độc Giác ấy, cũng nghĩ rằng chỉ ganh tị mà, hay hoặc là không bỏn sẻn mà, sân giận lên rồi ganh tị bỏn sẻn, không muốn người ta đi ngang qua cái miếng đất của mình, đó cũng là bỏn sẻn, bủn xỉn. Bởi vì thấy những người đàn tính đi ngang qua cái miếng của mình để đến cốc của Đức Phật Độc Giác á, để mà đảnh lễ ngài, cúng dường ngài, thì cái người đàn ông này nghĩ rằng là người ta đi ngang qua thì không muốn cho người ta đi ngang. Đó là vậy. Rồi là rồi là sân hận lên, rồi là đốt cốc Đức Phật Độc Giác, rào chắn hết cái con đường, không cho người ta đi ngang qua Đức Phật, ngang qua miếng đất của ông để đi đến cốc Đức Phật Độc Giác. Thì do cái hành động đó đó, cho nên ông đó sau khi mệnh chung đó sanh vào khổ cảnh. Rồi thứ phi ma ganh đi giá là một trong những cái thứ phi của vua Udena, cũng chỉ vì là giận tức Đức Phật, bởi vì Đức Phật đã nói lên cái sự thật về vấn đề thân tứ đại này, thân ngũ uẩn này, nhưng mà cô lại nuôi lòng oán hận. Rồi sau này cô trở thành thứ phi của vua Udena, cho nên là tìm cách để trả thù Đức Phật. Trả thù Đức Phật. Là khi mà Đức Phật đi bát đến cái thành mà cô làm thứ phi đó, cho nên là cô cho những người này người kia chửi, chính đích thân cô chửi Đức Phật, rồi cho người này người kia chửi Đức Phật hoài. Rồi sau khi mệnh chung thì cũng sanh vào khổ cảnh. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng phát xuất từ ở cái gì? Cái lòng sân của mình, cái căn sân của mình. Căn sân mình. Rồi bây giờ nói đến cái căn si, tức là mô ha, mù lá, tức là cái căn si ở đây. Căn si đây á, là sự mê mờ, không sáng suốt, mê mờ, không thấy đúng sự thật, không thấy đúng sự thật. Căn si đây nó đồng nghĩa với vô minh ở trong giáo lý luân hồi, trong giáo lý duyên khởi, tức là giáo lý thập nhị nhân duyên đó. Quý vị thấy, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Thì đầu tiên đó được gọi là vô minh. Khi mà mình nói đến luân hồi thì là vô minh, là do mình bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Nhưng mà do cái sự si mê á,
Sự si mê ở đây là nói đến căn bất thiện, nói đến căn si là nói đến căn bất thiện. Và chính cái căn bất thiện này đó, quý vị thấy rằng tham sanh, tâm tham sanh khởi cũng có si đi cùng. Tâm sân sanh khởi thì cũng có si đi cùng. Cho nên là si là gốc, si là gốc. Cho nên do mình si là mình không có thấy rõ, mình mê mờ không nhận chân đúng cái chân thật của nó. Cho nên là không đúng nhận chân thật bản thể của nó. Cho nên là chúng ta gọi là si đó. Cho nên tham căn cũng là tham bất thiện, căn sân cũng là căn sân bất thiện, căn si cũng là sân bất thiện. Nhưng mà cái gì mà chúng ta thấy rằng chúng ta có làm cái việc gì mà chúng ta có một cái minh mẫn, có một cái sự sáng suốt, có một cái sự hiểu biết rõ đó, thì cái việc làm đó chúng ta có được cái sự hiểu biết đó, đó. Cho nên là tránh đi những cái hành động sai. Còn đằng này si sanh thì nó mê mờ, làm cho chúng ta cái hành động sai mà chúng ta cũng không biết rằng chúng ta làm sai. Nói năng sai chúng ta cũng không nhận biết rằng chúng ta sai. Cho nên căn si ở đây là sự mê mờ, không thấy rõ. Hay là một người không hiểu rõ được nhân quả, không thấy rõ được nhân quả. Tức là ngay cả những việc mà chúng ta nói năng, chúng ta hành động bất thiện đó, thì cũng không tin và cũng không cho, không hiểu rằng chính cái đó đưa đến quả khổ sao. Đó là si đó. Rồi cái người làm điều thiện, nói năng điều thiện, hành động điều thiện, nhưng mà người ta cũng không nghĩ hoặc là không tin rằng hoặc là không nghĩ rằng chính cái nhân lành đó đưa đến cái quả an vui cho người khác, là vô tham vô sân vô si. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chỗ nào mà có tham có sân có si đều là căn bất thiện hết. Nhưng mà cái hành động nào mà có vô tham vô sân vô si thì ở đó gọi là những cái căn thiện. Mà thường là những cái hành động nào mà có vô tham vô sân vô si thì đưa đến cái quả an vui chúng ta, an vui chúng ta. Vì vậy cho nên si ở đây đó, chúng ta thấy rằng nó là có những cái hành động mà nó tương ưng trí, nhưng mà có hành động gọi là không có trí đi cùng. Thí dụ như trong Di Diệu Pháp thì nói rằng nói đến 12 hạng người đó, thì có hạng người khổ, hạng người lạc, hạng người nhị nhân và hạng người tam nhân. Hạng người khổ thì họ tái sinh hay là tục sinh bằng chính cái tâm thẩm tánh xả quả bất thiện, quả bất thiện. Còn hạng người lạc á, thì hạng người lạc mặc dù là ở cõi có cõi nhân loại chúng ta hoặc là cõi tứ thiên vương, nhưng mà hạng người lạc thì tục sinh bằng cái tâm thẩm tánh xả quả thiện. Ở đây là cái tâm mà nhận lấy cái cảnh tốt thì họ sanh về cảnh giới an vui. Còn tâm thẩm tánh xả quả bất thiện là tâm mà nhận lấy cái cảnh mà không được tốt, cho nên họ sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà cái người nhị nhân á, cái người nhị nhân tức là họ tục sinh á, họ tái sinh á, thì bằng có hai nhân thôi, có hai nhân cho nên là gọi là nhị nhân. Hai nhân là sao? Có hai cái nhân thiện, có hai nhân thiện, đó là nhân vô tham và vô sân. Khi họ tục sinh là có hai cái nhân đó là vô tham và vô sân, chỉ có hai nhân thiện thôi, nhưng mà họ không có cái nhân vô si. Thì không có cái nhân vô si đồng nghĩa là họ không có trí đó. Vô si, không có cái nhân vô si, cho nên là họ là cái người không có trí, không có trí. Cho nên là có hai nhân thôi, cho nên nó gọi là người nhị nhân. Và cái người nhị nhân này đó, cái người này đó là theo trong Di Diệu Pháp nói rằng là mình, cái người đó có tu tập lắm á, có nỗ lực lắm á, thì cái người đó cũng khó mà có thể chứng thiền được, chứng đắc đạo quả được, hay là mình nói cách khác tức là chứng pháp bậc cao nhân không thể chứng được ở trong kiếp này. Cho nên là họ cố gắng lắm thì họ cũng không thể nào chứng được. Mặc dù họ cũng tạo thiện nghiệp đó, nhưng mà do cái căn bản của họ, cái nền tảng của họ là cái người tục sinh bằng người nhị nhân, tức là cái người tục sinh thiếu trí, thiếu cái nhân trí tuệ. Bởi vì nếu nói nhân ba nhân thiện thì nhân vô tham, vô sân và vô si. Nhưng họ không có cái nhân vô si, họ chỉ có nhân vô tham, vô sân
nhưng không có nhân vô sỉ, cho nên được gọi là cái người nhị nhân. À, cái người nhị nhân. Và cái người thứ ba đó là ở đây đó là nó là người tam nhân, tức là họ tục sinh có ba nhân đi cùng, ba nhân thiện đi cùng, đó là vô tham, vô sân và vô si. Cho nên cái người này á, là họ học Phật pháp cũng dễ nè, hiểu tiếp thu nè, rồi họ thực hành, họ có cố gắng, nếu pháp độ ba la mật của họ đầy đủ, họ cố gắng được, có cái sự cố gắng nỗ lực bằng cái sự tinh tấn của họ, nỗ lực hết sức đó, thì nếu mà pháp độ được đầy đủ, duyên lành được đầy đủ, thì họ cũng có thể chứng thiền, chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà nói giữa hai người này, ở trong cuộc đời này chúng ta khó bao giờ để có cái sự nhận biết một cách rõ ràng. Là vì á, chúng ta đâu biết được với cái thời buổi ngày nay, cái người mà cái duyên nghiệp, duyên thiện nghiệp nó kém, cái pháp độ ba la mật nó nhỏ, nó thấp, cho nên là chúng ta cũng khó biết được. Ngay cả những người tam nhân mà cái pháp độ ba la mật chưa lành chưa đủ thì họ cũng đâu thể chứng đắc được. Đó là vậy, không thể chứng đắc được thiền định đạo quả được. Cho nên là chúng ta khó phân biệt được giữa hai hạng người tam nhân và hạng người nhị nhân. Nhưng mà theo Di Diệu pháp thì có những hạng người như vậy, có những hạng người như vậy. Thì ở đây trở lại, khi nói đến căn vô sân, khi nói đến căn vô si, tức là có trí đó, đó là căn thiện. Nhưng mà đằng này là có si, tâm mà sanh có si đi cùng, chỗ nào chúng ta hành động, nói năng hay hành động gì đó mà chúng ta thiếu trí trong đó đó, thì thường là những cái hành động đó là những hành động mang tính thô lỗ, hành động mang cái tính không chu tất, không có hoàn hảo, và hành động đó là hành động mà đưa đến khổ sở ở trong tương lai cũng như trong hiện tại, thường thường là đưa đến cái quả khổ sở. Cho nên ở đâu mà có si đi cùng thì ở đó cũng khó, cũng khó mà có một cái sự sáng suốt ở trong đó. Như vậy thì khi nói đến căn bất thiện thì căn tham, tức là lô pha mu lá, căn sân là đô sa mu lá, và căn si là mô ha mu lá, thì ba cái căn này là căn bất thiện. Thì khi mà căn bất thiện như vậy đó sanh khởi lên đó, thì nó tham cũng bất hạnh, sân cũng bất hạnh, si bất hạnh. Do vậy cái người tu tập á là làm sao chúng ta loại bỏ những cái điều đó, những cái pháp bất thiện đó, ba cái căn đó. Thì muốn như vậy đó là chúng ta phải tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ để loại trừ trừ cái pháp bất thiện. Cho nên ở đây đó, nếu bởi vì cho nên trong giáo lý tứ đế đó thì các vị thấy rằng khổ đế là cái kết quả của luân hồi, kết quả của phiền não, kết quả của nghiệp. Nhưng mà cái khổ đế là pháp mà mình cần phải biết thôi, Phật dạy mình cần phải biết có thân là khổ nè, có hiện khởi khởi của cuộc đời này là khổ nè, mình phải biết khổ rồi là chúng ta có cái cảm nhận khổ, thấu gọi là thấu hiểu về cái khổ, cảm nhận về cái khổ, thấu hiểu về cái khổ đó, thì chúng ta mới biết được cái nguồn gốc của nó là khổ như thế nào, là nguyên nhân đưa đến khổ, tập đế. Mà tập đế chính là ái tham, chính là tham ái, ái hay là ái tham cũng là vậy. Cho nên là mình phải bỏ pháp đó, Đức Phật dạy cần phải bỏ, không bỏ là không được. Tu tập mà không bỏ tham, không bỏ pháp bất thiện, nếu nói theo giáo lý duyên khởi tức là bỏ ái, bỏ ái, rồi bỏ vô minh. Bởi vì ba nhân của phiền não đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, ba cái pháp đó. Bởi vì ba cái pháp đó, đó là bợn nhơ, là cấu quế của nội tâm chúng sanh phàm phu. Nói trước bợn nhơ, cấu quế thì dơ bẩn thì chúng ta dễ hiểu. Như vậy thì do ba cái pháp này nè, nó làm, nó khiến cho chúng ta có cái hành động, nó khiến cho chúng ta có hành động. Mà hành động mà vô tham, vô sân, vô si thì nó đỡ. Còn hành động mà có tham trong đó, nói năng trong đó, suy nghĩ như trong đó, hoặc là nói năng hành làm cử chỉ gì đó, hành động gì đó, thì nếu mà có tham, có sân, có si trong đó thì cái hành động thường là đưa đến quả khổ sầu. Quả khổ sầu là như vậy. Như vậy thì cái người tu á, là tu tập giới để ngăn ngừa những cái hành vi xấu. Nhưng mà sao? Mà trong mỗi cái hành vi của mình mà có trí ở trong đó thì nó cũng là một cái giữ giới tốt đó, làm cho cái giới của mình tốt.
Rồi mình tu tập định cũng vậy. Giới là gì? Như thanh tịnh đạo thì Ngài Bút Thát Cô Sát Ngài nói là giới là hàng rào để ngăn ngừa những cái tội lỗi bởi hành vi, lời nói, hành động của mình. Cho nên giới là cái việc mà mình chú ý, mình giữ để mình ngăn ngừa. Ngăn thân hành động bất thiện, khẩu hành động bất thiện. Đó là mình tu tập giới. Rồi mình trao dồi cái tâm của mình để chi? Có cái sự định tĩnh, có cái sự định tĩnh để rồi chúng ta nhận chân được, nhận chân được cái sự thật của nó. Để rồi mọi cái hành động gì chúng ta làm, hoặc là chúng ta nhận chân được cái sự thật của nó, cái tâm của ta, thân của ta, thông qua cái trí tuệ, thông qua cái trí tuệ mà chúng ta tu tập bằng tuệ. Tâm có định thì tuệ mới phát sanh, tâm không định thì tuệ không thể sát sanh được. Cái tuệ ở đây muốn nói, định ở đây muốn nói, tức cái định của một cái sự định trụ ở trong cái gọi là cái pháp của Bậc Thánh, cái pháp của Bậc Thánh. Bởi vì cái pháp của Bậc Thánh là tam quả, tam thiền mà mình nói tham thiền theo của Bậc Thánh á, thì đó là an trú tịch tịnh, an trú tịch tịnh. Và khi đó thì lắng dịu được những tâm, được định tĩnh, thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ sanh khởi lên, thì mới thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã ở trong ngũ quẩn của chúng ta, trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Vì khi đó thì chúng ta mới thấy rằng mồn một ở trong cái ngũ quẩn này nó không có cái gì được gọi là tự ngã trong đó, cốt lõi trong đó, linh hồn trong đó, hay là bản ngã trong đó, không có. Bởi vì các pháp đều là do duyên, do chúng ta tấp thủ, cho nên là chúng ta nói là tôi buồn, tôi đau, tôi vui, tôi khổ, tôi thích, tôi ưa, tôi trong đó nhiều lắm. Rồi tôi, chúng ta gắn với lại sắc thân này, chúng ta gắn với cái cảm thọ này, chúng ta gắn với cái tư tưởng này, tưởng này, rồi chúng ta gắn với cái mỗi cái suy nghĩ của chính mình, thì những cái đó đều là do cái sự chấp thủ. Như vậy thì cái việc mà tu tập trong Phật giáo đó, làm sao cắt trừ được tham, sân và si. Như vậy đó thì mới đạt được cái sự an tịnh ở trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ chắc có lẽ thượng tọa Pháp Tân đang nghe điện thoại. Dạ sư, khi nào trở lại đạo tràng sư cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít tính sư. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, dạ con kính nhân mít tính sư. Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bây giờ đó, tóm lại đó là trong ba cái căn bất thiện này đó thì cần phải loại bỏ. Nó như là một pháp bất thiện, là pháp cần phải loại bỏ.
Và đúng là nếu mà nói đến các ba căn bất thiện thì đưa đến cái quả khổ sầu bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi sân, bởi si. Cho nên cái người tu tập á, là tu tập giới, định và tuệ để ngăn ngừa, để loại bỏ tham sân si đó, tham sân si đó. Và tham sân si á, nếu chúng ta nói tham á, ở trong cái ý nghĩa của luân hồi đó, nhân đưa đến luân hồi đó, thì đó là ái, đó là ái. Sân nó là mặt trái, sân nó là cũng là một căn bất thiện, nhưng nó là mặt trái của tâm tham mà thôi. Và chúng ta cũng cần phải loại bỏ, loại bỏ nó, loại bỏ nó. Và si nó đồng nghĩa với vô minh. Nếu mà mình nói căn si tức là tạo ra cái nghiệp bất thiện, tạo ra cái nghiệp bất thiện. Mà nếu mà chúng ta nói si là sự mê mờ, vô minh là mê mờ, vô là mê mờ. Cho nên là do cái mê mờ đó, cho nên là không có thấy rõ đó. Cho nên là do cái mê mờ đó, cho nên là chúng ta gọi là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là chúng ta không rõ về bốn chân lý hay là bốn sự thật mà đó gọi là tứ diệu đế đó. Ariyasaccha đó, hay là bậc thánh giác ngộ về đó, về sự thật của nó. Cho nên là khi mà bậc thánh giác ngộ đó, là các ngài thông qua ba cái loại trí, sự trí, tác trí, vân vân, thì cái sự trí, tác trí, các ngài thấy rõ là khổ đấy là cần phải bỏ, mà tác trí á, là các ngài biết được là các ngài đã bỏ chưa, bỏ pháp bất thiện chưa, tức là bỏ cái ái chưa, bỏ cái tập đế chưa, loại bỏ tập đế chưa. Nếu mà các ngài thấy rằng cái điều đó đã bỏ thì các ngài có thể chứng đắc được. Vì vậy cho nên là khi nói đến khổ, tập, diệt và đạo là những cái gì mà bậc thánh thấy được, giác ngộ được bằng cái trí đạo của các ngài, cho nên ở đó gọi là bậc mà thánh đã hoàn toàn giác ngộ, thấy rõ để đoạn trừ phiền não. Ngay cả bậc thánh tu đầu quần thì các ngài mặc dù là thấy niết bàn ở trong một cái sơ cởi đầu tiên, nhưng mà các ngài cũng đoạn tận được ba cái kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cầm thủ, và các ngài không sanh vào khổ đọa, khổ xứ, là như vậy. Còn đối với bậc thánh vô lậu, là bậc thánh A-la-hán, thì các ngài dứt sạch hết tất cả những phiền não, cho nên các ngài không còn khổ đau luân hồi nữa. Và nói góc độ nào đó thì ba căn bất thiện là đưa đến quả khổ sở, nhưng mà cũng là tham, do ái này mà khiến cho chúng ta luân hồi khổ đau, tiếp diễn từ thân này sang đến thân khác là như vậy. Vì vậy cho nên là cái việc tu tập cũng là đoạn trừ pháp bất thiện. Việc tu tập là diệt trừ những cái cấu uế phiền não, trong đó có tham sân si, để chúng ta giác ngộ. Và khi nào chúng ta đoạn trừ được phiền não thì cái nhân luân hồi nó không còn nữa. Vì cái nhân luân hồi không còn, không có đó, cho nên là chúng ta không có cái quả của luân hồi, là chúng ta không có hiện khởi của luân hồi nữa. Thì chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý liên quan đến cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng tu nữ Phật tử chúng ta luôn được sự an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lần thầy, thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa. Pháp tân đã từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng Pháp Cú Kinh để thuyết giảng kinh tiểu bộ Iti Puttaka đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con hiểu học và hành theo cho được sự lợi ích và sự an vui, sự tiến hóa. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp tân. Con xin được thay mặt đại chúng trong room một lần nữa xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ.
Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha nu pha vena sada sati pha vân tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa hamma nu pha vena sada sati pha vân tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha nu pha vena sada sati pha vân tu te Đức An Phú An có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật cũng do nhà quay đức của giáo của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thu sa thu lành thay dạ con xin được một lần nữa thành kính cùng tri ân để Đức Minh Hạnh có từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Và Bát Thanh xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Ya the va da san ti vi ha ra va si ni tu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tha ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thiên ca rôn te tha vi ha ra man da le Thế ra cha ma cha na va ca cha pi kha vô Sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Ga ma cha de sa ni kha ma cha yi sa ra Sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te Cha la pu cha ye pi chan da sam pa wa Sang se da cha ta tha vô pa pa ti ha Ni ya ni kang thamma varang pati chate sa pe pidukha sakaron tu sang khayang tha tu chirang satang thammo thamma thara cha pukhala sang ho ho tu samakho va athaya cha hitaya cha amhe rakhatu satthammo sabe pitama charino Putting sampa punaya ma tama ariya pavedite idang vatano punyang asavakaya vahang nipana sa pakyayo hotu idang vatano punyang asavakaya vahang nipana sa pakyayo hotu